Thưa quý vị, thưa các bạn, thủy sản nước ngọt đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống, góp phần đảm bảo một phần dinh dưỡng cho người dân và là kế sinh nhai của nhiều ngư dân vùng ven sông, hồ, suối, đặc biệt là cư dân vùng núi phía Bắc. Việt Nam có nhiều điều kiện phát triển thủy sản nước ngọt do có nhiều sông suối, hồ chứa. Tại các tỉnh miền núi phía Bắc có nhiều loại hình nuôi thủy sản như nuôi lồng bè trong hồ, nuôi sông, suối. Các loại thủy sản nuôi phát triển đa dạng, trong đó có các loại đặc sản như cá lăng, trôi, chấm, diêu hồng, rô phi, vân vân, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thị trấn Chợ Giã và Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đang chú trọng phát triển mô hình nuôi cá lồng bè trên sông. Với vốn đầu tư không lớn, chỉ từ 40 đến 50 triệu đồng một chiếc bè, các hộ nuôi có thể thả từ 2.000 đến 4.000 con cá, cao gấp nhiều lần lượng cá nuôi trên cùng một diện tích ở ao. Các loài cá được người dân nuôi thả chủ yếu là cá lăng, cá diêu hồng, cá chép giòn và cá chấm. Đây là những loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với môi trường sông nước và được thị trường ưa chuộng. Với tiềm năng mà mô hình mang lại, huyện Ba Bể đang nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết trong phát triển nuôi cá lồng trên sông nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Cái mô hình là nuôi theo chuỗi thì tôi thấy nó rất là thiết thực. Còn nếu mà nó triển khai đến đây thì tôi sẽ tham gia. Thời gian tới này thì sẽ cũng rất là muốn phát triển thêm cái mô hình này và sẽ nuôi đa dạng hơn. Đấy, nuôi rất là nhiều loại để cho nó phù hợp với lại cái dòng nước sông Năng này. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, hiện trên hồ Thác Bà có gần 2.060 lồng nuôi cá và trên 230 hectare diện tích mặt nước quây lưới nuôi cá, với tổng sản lượng thủy sản ước đạt 8.000 tấn một năm. Khu vực xung quanh hồ Thác Bà đã có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác, cùng trên 300 hộ dân nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới. Ở Yên Bái thì nó có được cái lợi thế là có cái hồ Thác Bà. Mặt nước thì lên diện tích của nó cũng lên đến 13.000 ha. Thế thì thủy sản tức là con cá nuôi trên hồ Thác Bà thì nhiều năm trở lại đây tỉnh cũng rất quan tâm và để phát triển nuôi cá trên hồ Thác Bà. Thế sản phẩm cá từ hồ Thác Bà hiện nay là chủ yếu là chúng tôi đang làm cái sản phẩm đến sản phẩm cuối cùng, đó là cá sấy và có thể là sử dụng được ngay. Người tiêu dùng có thể sử dụng được ngay. Phát huy cái nguồn nước sẵn có thì chúng tôi cũng mạnh dạn cũng tuyên truyền các hộ dân cũng như các đơn vị công ty thì mạnh dạn đầu tư vào trong phát triển kinh tế thì cũng đã đẩy mạnh trong cái lĩnh vực phát triển kinh tế đối với thương hiệu hồ Thác Bà với là cá hồ Thác Bà. Thế thì cũng là tạo điều kiện cho bà con nhân dân có cái nguồn thu nhập ổn định để trong quá trình phát triển. Xuất phát từ lợi thế môi trường nuôi thả gần như tự nhiên và tận dụng nguồn thức ăn sạch, giá rẻ tại địa phương, nghề nuôi cá đặc sản Hồ Thác Bà đang phát triển nhanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao, mở ra hướng đi mới và nâng tầm thương hiệu sản phẩm cá Hồ Thác Bà. Thời điểm hiện tại, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ TNT đã nuôi cá tại 110 lồng với thể tích trung bình 500 mét khối một lồng. Thì hiện tại công ty nuôi chủ yếu là có 4 loại cá, cá rô phi, cá diêu hồng, cá chấm đen và cá nhau Mỹ, như là cá lăng ạ. Vâng, thì trong năm vừa rồi thì công ty cũng đã tiến hành nuôi và xuất bán cá cho các khu vực từ khu vực Tuyên Quang, Yên Bái, khu vực Phú Thọ cũng như là khu vực chủ yếu là ở Hà Nội thì vào các hệ thống siêu thị Vinmart ở khu vực Hà Nội. Để tìm đầu ra cho sản phẩm, ngoài sự nỗ lực của doanh nghiệp, người nuôi, thời gian qua Sở Công Thương Yên Bái cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm này. Chúng tôi đã và đang tiếp tục triển khai các cái phương án về xúc tiến thương mại. Tới đây chúng tôi cũng đã có những chương trình đưa cái sản phẩm cá sấy của Thác Bà đi giới thiệu ở tại các cái tỉnh trong cái chuyến những cái đoàn đi mà xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường. Mặc dù nuôi cá nước ngọt ở các tỉnh miền núi phía Bắc phát triển mạnh trong những năm qua, nhưng do ảnh hưởng bất lợi từ biến đổi khí hậu và thời tiết bất thường nên người nuôi trồng gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, diện tích nuôi của các hộ còn nhỏ lẻ, manh mún, dịch vụ hậu cần nghề cá chưa được đầu tư tương xứng nên chưa tạo thành vùng sản xuất tập trung. Do vậy, nhà nước cần có chính sách hỗ trợ và khuyến khích đầu tư sản xuất,
giống thủy sản nước ngọt này ngay tại địa phương nhằm tạo sự chủ động cho nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, các cơ quan hữu quan và người nuôi cần chủ động tạo sự liên kết bền vững với các nhà phân phối, siêu thị, nhà máy chế biến, xuất khẩu, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng mạng lưới thị trường tiêu thụ tại thị trường trong nước.